với khách hàng. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái mẫu mới, mẫu đẩy mới của DB Acoustic. Model là D2500, hai kênh, mỗi kênh là 500W. Thì cái mẫu này á, thì cái hình dáng nó sẽ giống với cái con D2610 á. Mặt trước của sản phẩm nha mọi người, model là D2500, tức là hai kênh 500W một kênh, Professional Power Amplifier. Có cái công tắc nguồn nó nằm ở đây. Cái mẫu này nó giống y chang như cái con D2610, con ba kênh á, nhưng mà con này là nó làm hai kênh ha. Đó, mình nhìn mình thấy nó có hai kênh đây. Chiếc áp đây là tất cả đều là chiếc áp bi ha. Các cái đèn báo tín hiệu, mức tín hiệu đây ha. Thì cái con này, cái mẫu mã nhìn nó màu đen rất là sang ha mọi người. Thì nó sẽ có các cái mã như sau. Thứ nhất là D2600, em cửa hàng đang có sẵn luôn D2600, D2800, tức là hai kênh 800W, hai kênh 500W và hai kênh 600W ha mọi người. Tùy vào cái mã hiệu của nó, cái hình dáng và kiểu dáng bên ngoài là y chang nhau, không có khác nhau gì hết. Cái mạch khuếch đại bên trong nó cũng giống y chang như cái con D2610 vừa rồi, nên đợt này em không có mở ruột nó ra nữa ha mọi người. Mở hoài nó cũng không có cái gì để mà trình bày, nó giống mà, phải có, phải nó khác, có cái gì nó khác thì em trình bày cho nó dễ hiểu. Đây là nó giống nhau ha. Mặt trước nó phay một cái miếng nhôm rất là to, nhìn cái kiểu mẫu rất là sang chảnh luôn á. Thật sự mà nói nhìn rất là sang ha, màu đen nhìn rất là sang. DB Acoustic, hai cái khe này là cái lưới thoát nhiệt, nó sẽ hút khí, nó chạy qua, nó lùa qua, nó đối lưu, tức là nó lùa ra ngoài để nó thoát cái phần nhiệt của cái phần có đại công suất á, nó dẫn đi ra ngoài ha mọi người. Hai chiếc áp bi nó sẽ báo cái đèn tín hiệu trên trên này, nó có thể có các đèn là clip và đèn protect. Đèn cái clip đừng bao giờ mình để cho cái mức tín hiệu mà nó lên tới clip sáng liên tục ha, tức là clip chỉ có thể nháy nháy thì ok, đừng bao giờ cho nó sáng liên tục là chết đấy. Về con đẩy này thì nó sẽ có cái công suất là 500W một kênh nè. Em zoom to cho mọi người xem. 500W một kênh, con này đánh được 2 ohm nè, gớm ăn chưa? 2 ohm là 1000W. Con này đánh cầu sẽ là được là 1300W, rồi gấu ăn thiệt chứ ha. Rồi, quá dữ luôn. Con này mà chập cầu lại là đánh một con súp 50 vô tư nha mọi người ha. Một con súp 50 là 8 ohm 1300W nè, thấy gớm ăn không? Còn nếu mà quýnh 4 ohm thì sao? Tờ 1600W, gọi như là gần như là quýnh được một cặp đó, chứ không có đùa đâu ha, gần như là quýnh được một cặp súp đơn 50 đó. Thì để em test thử xem như nào chứ nhìn mấy cái thông số này cũng rất là gớm ăn ha mọi người. Đây là hàng ở đâu? Đây là hàng Trung Quốc. Thương hiệu là ở đâu? Là DB Acoustic, người ta làm thương hiệu ở thị trường Việt Nam. Còn nhà máy sản xuất con này là ở đâu? Ở Trung Quốc chứ ở đâu? Giá con này là nó xem như con KD500 nè, D5 cộng nè, D5 nè. Nói chung là con đẩy hai kênh 500W đó, là nó xem giá với nhau ha mọi người ha. Rồi xem giá là bao nhiêu. Em nhớ không nhầm là 500W kênh thì là 4,5 triệu đó mọi người. Để em quay cái mặt sau cho mọi người cùng xem ha. Đợt này là con này nó cải tiến hơn cái con D2610 là cái jack này là jack hai chân, nó dễ cắm ha. Còn ở thị trường Việt Nam mình nó còn ra ba chân cắm theo phật ghét, nhìn rất là bực ha. Nên nó có hai cái khe thoát nhiệt ở đây, thì nó sẽ đối lưu ở phía trước và phía sau để cho cái khí nóng từ cái mạch khuếch đại công suất bên trong, cái tản nhiệt nhôm đây nè, nó nóng nè, nó bay ra ngoài. Ở đây nó sẽ có hai cái đường tín hiệu đầu vào ở đây, vào ở đây. Hai đường này là hai đường link. Link có nghĩa là gì? Link có nghĩa là nó nối từ bên đây qua đây nè, từ đây qua đây nè, để mình link qua cái con đẩy khác. Ở đây nó sẽ có cái chế độ AB nè, mình gạt lên, mình gạt chế độ Bright nè, gạt lên trên nè, là đánh Bright ha, đánh cầu. Ở đây nó còn có thêm một cái công tắc nữa là CT và BA là Parallel, tức là đánh song song. Đánh song song là làm sao? Có nghĩa là mình gạt lên trên này là mình đưa một thằng vô thôi, là hai thằng. Nó giống nhau, y chang như là nó ra liên lại với nhau thì coi như ra được hai lo luôn. Mình đánh nha mọi người, lo đây mình dùng jack speak cong ở đây, hoặc là mình dùng jack bắp chuối ở đây là mình cắm vô đây, mình cũng chơi vô tư luôn. Rồi cái con đẩy thì nó sơ bộ nó cũng chỉ có như vậy thôi, nó không có gì phải phức tạp hết ha mọi người. Cái thằng đẩy là cái thằng làm việc là lười biến nhất trên thế gian này, nó không có làm gì hết, nó chỉ có đưa tín hiệu nhỏ vô, nó có đại bự to cho bá lên rồi xong, hết phim, không có làm gì khác hết nè mọi người. Thành ra cái thằng mà quan trọng nhất, đầu não nhất á, là con vang hay hoặc là con mixer,
Rồi cái quan trọng hơn nữa là cái microphone, tức là cái micro á để mình hát. Thì trong karaoke á, là tiếng micro nó cần thiết, nó quan trọng nhất. Còn tiếng nhạc thì thời buổi giờ nguồn nhạc lúc nào cũng hay hết á, thành ra mình đừng có quan tâm. Nhạc hay người ta không có khen, chỉ có hát hay người ta mới khen thôi. Đó, thành ra mình đầu tư cái con đẩy thì mình đầu tư ở mức tầm trung là ok rồi, không nhất thiết phải đua đòi mấy thằng ví dụ như là cái gì cờ rau nè, hoặc là lap rubin nè, hoặc là mấy thằng Âu Mỹ gì đó. Thật ra khi mà ráp vô cái dàn á thì ai mà tinh tế lắm á, tức là cái tai tính lắm mà mới phân biệt được thôi. Còn tai gọi là tai trâu như em nè thì nghe rất là khó để phân biệt ha, nếu mà không muốn nói thẳng luôn là rất không phân biệt được đó. Ví dụ như con đẩy 15 triệu với con đẩy 25 triệu em nói thiệt không phân biệt được. Còn ai phân biệt được thì quá tài, tài hơn em rồi. Cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Thì những quý khách hàng mà ở khu vực Hóc Môn, Củ Chi, Tây Ninh, Tiền Giang, Sóc Trăng gì đó, thì khi quý khách hàng có nhu cầu mua sắm các sản phẩm karaoke nè, sân khấu nè, sự kiện nè, đèn đốm ánh sáng gì đó, đẩy công suất, micro, loa, đài các kiểu, thì vui lòng liên lạc lại cửa hàng bên em ha. Số điện thoại em để trên màn hình nha mọi người, ở kênh bên trái chỗ này nè, ngay chỗ này nè, là em có để số điện thoại trên màn hình đó. Mọi người vui lòng liên lạc lại bên em ha. Rồi, cảm ơn mọi người.